Cặp đôi Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez vừa được một phen lo lắng khi mà chú mèo cưng không lông có tên là Pepe vừa bị một chiếc xe hơi tông phải. Vụ tai nạn với chú mèo có giá tận 2.600 bảng xảy ra bên ngoài khu biệt thự của siêu sao Juventus tại thành phố Turin. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ronaldo và cô bồ xinh đẹp đã dùng máy bay cá nhân để đưa chú mèo đắt giá sang Tây Ban Nha để điều trị ở một bệnh viện chuyên dành cho thú cưng. Bên cạnh đó, Georgina đã ủy quyền cho chị gái Ivana thay mặt mình xử lý những vấn đề phát sinh trong thời gian Pepe được chăm sóc ở đây. Bởi vậy, mèo thì cũng có mèo dis, mèo dat, mà mấy thứ không lông luôn có một sức hấp dẫn lạ thường, cho nên là anh chị bảy mới phải cấp tốc chở sang Tây Ban Nha điều trị. Cũng may là bay kịp thời, chứ không thôi là thành mèo 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 mèo. Roman Abramovich tiếp tục cho thấy niềm đam mê đầy tốn kém khi chuẩn bị nhận một chiếc siêu du thuyền có tên là Solaris. Những hình ảnh đầu tiên về Solaris đang được đóng tại Solarwerf ở thành phố Bremerhaven, nước Đức. Với chiều dài lên tới 140m, chiếc Solaris trông chẳng khác nào một pháo đài nổi trên biển. Tổng trọng tải của chiếc siêu du thuyền lên tới 11.000 tấn, giúp nó vận hành êm ái trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả đó là mặt băng. Ngoài 8 boong, bao gồm cả một sân bay trực thăng, siêu du thuyền còn có 48 cabin để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đội ngũ thủy thủ đoàn và hành khách. Hiện vị tỷ phú người Nga đang sở hữu 3 chiếc du thuyền được rất nhiều người thèm muốn, bao gồm Polaris, Eclipse và Le Grand Bleu. Ấn tượng hơn cả trong số đó là chiếc Eclipse. Mặc dù sở hữu nhiều du thuyền và siêu xe, thế nhưng có lẽ chữ ký của Oliver Haaland mới là thứ mà Abramovich có tiền cũng khó mà mua được vào lúc này. Cô bồ siêu mẫu Ines de Jena Thomas đã khoe thân hình vạn người mê trong một bộ bikini màu tím liệm tìm sim nhằm quyến rũ và cổ vũ bạn trai Bernardo Silva trước trận đấu giữa Club Brugge và Man City ở Champions League. Và có lẽ nhờ sự cổ vũ này mà Bernardo Silva đã tỏa sáng với một bàn thắng. Thực ra là việc đăng ảnh bikini lên trang cá nhân cũng không phải là chuyện hiếm trong giới watch. Người đẹp 22 tuổi này tự tin với thân hình chuẩn từng centimet và thường xuyên đốt mắt khoảng 54.000 người theo dõi trang Instagram cá nhân của cô bằng những tấm ảnh không thể nào nóng hơn. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò khi mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đang chơi cho Monaco. Ines thường xuyên đến các sân vận động để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Bernardo Silva. Thảo nào mà dạo gần đây tiền vệ của Man City chơi quá thăng hoa trên sân luôn. Gần mực thì đen, gần Ines là có hứng. Trong bộ phim tư liệu vừa được phát sóng trên Netflix, Vua bóng đá Pele, bà có những chia sẻ khá cởi mở về cuộc sống riêng tư. Theo như huyền thoại 80 tuổi người Brazil, ông quả thực chẳng biết chính xác là mình có bao nhiêu đứa con rơi và con rớt. Trên thực tế, Pele đã trải qua 3 cuộc hôn nhân chính thức. Đầu tiên là với Rosemary Dolores Jomi, kéo dài từ năm 66 đến năm 82. Nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ trong tập 1 là sự chen ngang của siêu mẫu Susa. Sau lần đấm đò lần đầu tiên, Pele lấy tiếp cô vợ thứ hai là Asira Lemos Cesar. Tính ra, ông có 5 người con từ 2 cuộc hôn nhân này, đó là Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua và Celeste. Sau Rosemary và Asiria, Pele kết hôn lần thứ 3 vào năm 2016. Với những gì đang diễn ra, Pele không khéo lại đi vào vết xe đổ của Diego Maradona khi ngày qua ngày, trên toàn thế giới, mỗi một ngày trôi qua có thêm một đứa con nhận Pele làm cha. Dự đoán có thể sai, nhưng việc ông có con với ai thì ông cũng không nhớ. Francesco Totti và cô vợ Ilari Plasi đang lâm vào cảnh hốc hạc sau khi cô vợ của hoàng tử đùng đùng đem về nhà một chú dê con để nuôi như thú cưng. Cô vợ của Totti thậm chí còn chia sẻ trên Instagram hình ảnh của con gái Isabel đang ôm ấp chú dê con. Trong khi đó, Totti tỏ ra rất bực mình khi mà cô vợ quyết đưa chú dê về mà không hỏi ý kiến. Thậm chí có tin đồn là Totti suýt chút nữa ly dị với Ilari khi mà vợ anh từng đem về nhà một con mèo không có lông. Theo Totti, anh bực tức đến nỗi không nói chuyện với vợ suốt mấy ngày liền. Tự nhiên có chồng không ôm, giờ đây Plasi là đi ôm một con dê. Bảo sao Totti của chúng ta không nổi nóng chưa được. Đường đường là một hoàng tử thành Rome, mà giờ trong nhà Totti còn đứng dưới cả bé dê. Nadine Goncalves, thân mẫu của tiền đạo Neymar, hóa ra vừa lẳng lặng nối lại sợi dây tình cảm với nhân tình Thiago Ramos. Cặp đôi cọc cạch đã bị cảnh paparazzi bắt gặp cùng nhau tại một công viên nước ở Fortaleza, Brazil. Bà mẹ 53 tuổi của Neymar liên tục có những hành động thân mật với người tình trẻ kém 30 tuổi. Tiếp đó, cả hai cùng xuất hiện ở một nhà hàng tại Fortaleza với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Theo nhận xét, đây có thể coi là bằng chứng sống động cho thấy mẹ Neymar cùng với tình trẻ đã quay lại với nhau. Bằng chứng được thể hiện rõ nét hơn khi người trong cuộc chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh chụp chung cùng nhau trong chuyến đi chơi tại công viên nước.
Điều khiến người ta không khỏi sửng sốt là cặp đôi cọc cặp này đã tái hợp sau 3 lần đụng chia tay. Bởi vậy, chẳng ai dám chắc cả hai sẽ có lần chia tay thứ tư. Mẹ thì đã quay lại với tình cũ rồi, vậy đến khi nào Neymar mới quay lại với Barca? I don't know.